xin kính chào toàn thể các bác. Hôm nay em có về tiếp một ít các hàng ve chai đồng nát cho các bác nào mà chịu tìm tòi học hỏi và ưa khám phá. Thì hôm nay là có mấy cái hàng đồng nát ve chai. Đấy, giá Zalando của các bác giá cực rẻ luôn. Giá chỉ gọi là bằng cái tiền linh kiện thôi. Đấy, các bác về có thể gọi anh em thợ sửa này, là các bác nào mà ưa tìm tòi học hỏi thì có thể là ôm cả nô này cũng được. Đấy. Cái này thì em có là có 1 2 3 4 cục quản lý nguồn chuyên dùng cho đèn và hai cái mixer đèn. Hai mixer thì đời con này như nhau nhá, đều là TGN16A. Con này cũng thế. Con này là TGN16A. Đấy, TGN đều như nhau hết. Con này là đời đời trước này thì là điện của nó không gồm là 220, còn con đời sau kia thì nó có chơi theo kiểu điện 3 pha. Đó. Cũng như nhau. Đấy, những cái là điện nó chia ra. Con này cấp nguồn điều khiển ra bóng đèn, đèn đèn công nghiệp ấy. Đèn gì đấy, nó khoảng tầm 700-800W hoặc 1000W một cái bóng đèn thì nó dùng với con móc vét này. Đấy, và hàng cầu chì này. Công tắc nguồn, nói chung là con này là giá đồng lý cho các bác nhé, đầu giá hết là 500.000 một cục. 500.000 một cục, mixer đèn này, quản lý nguồn này, giá như nhau nhá. Con này chắc là bay đầu tiên này, con này thì về các bác chịu khó. Chịu khó đây đó là như nào? Chịu khó là mua cái rắc kiểu Mỹ, rắc tiêu chuẩn Mỹ về thay vào những cái mixer hay cục đẩy của bác. Thì đây là của sao của nó về sao thì em quay vậy nhá. Về thì các bác tự làm sao, cái hàng này em nói chung là em thanh lý rồi chả biết là sống chết này. Đấy, còn như con này là khủng nhất này, con này cũng đồng giá là 500.000 các bác mà ôm cả nô 3-4 con thì vẫn giá thế nhá, không giảm tí đâu. Đấy, con này các bác xem này, điện âm này, GND này. Vàng xanh đỏ này, nhìn trông hoành tráng không? Sau nhìn máy bên trong, nói chung là về mấy cái bác mà làm sự kiện chuyên nghiệp, nếu mà gọi là lâu năm rồi là 100% là sẽ biết cái cục quản lý nguồn cho cái đèn này. Gọi là quản lý nguồn thôi, nhưng mà thật ra của nó là data power. Nó có cái cổng sinh nhan ở đây để các bác cắm từ mixer đèn. Con là mixer đèn đầy cổ vào đây, xong nó cấp nguồn đây. Còn các bác là đấu hàng này là ra đèn. Đèn trên sân khấu, như là sân khấu của Thúy Nga Paris bên này ấy. Thì nói chung là cái sân khấu thì chơi cái cục này thì kinh rồi. Đây nha, HDN 10032N, đấy model của nó. Đây là with analog input handling lighting. Đấy, các bác nhìn này, không biết là thấy rõ không. Đấy, ok nha. Các bác nào quan tâm đến các cái đồ đồng nát này thì liên hệ trực tiếp cho em. Còn cục này là quản lý nguồn xăng nai. Con này thì bật tắt nó theo kiểu thứ tự ấy, mà nó có nhiều cổng lắm. 16 cổng, con này cũng kiểu như là cấp nguồn chia cho đèn ấy. Hoặc gọi là quản lý nguồn đi. Con này thì chắc là bay đầu tiên này. Giống như con Yamaha hôm trước em giới thiệu, con này bay đầu tiên các bác này. Giờ nè độc rỡ, giờ nè ra đã đủ tiền rồi, còn chưa kể các cổng công tắc này, ổ cắm này. Đấy. Đấy nha, con này nữa thì có hai con xăng Nai 6 này. Con này thì hàng chính hãng của nó nhá, Atuk New Zealand này. Hàng xịn nhá. Con này thì cũng rất nhiều mốc vét luôn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 con mốc vét. Và dưới này thì có cực kỳ nhiều các cái cuộn dây chịu tải. Đấy, cuộn dây chịu tải có cực kỳ nhiều. Đấy, cứ một con mốc vét là một cuộn dây. Đấy. Con này thì nhiều cuộn dây nhá. Cái này thì có hai con nhá. Đấy, Sunlight 6 là có hai con nhá. Các bác nào ôm đô thì liên hệ trực tiếp. Ôm hết thì em để giá tốt chưa? Hàng qua tay thôi. Đây nhá, 1, 2, 3, 4, 4 cục quản lý nguồn. Ôm đốt thì ôm 4 con thì có chịu chín thôi. Ôm 4 con quản lý nguồn này về tự nghiên cứu cũng chịu chín thôi. Con này thì cực kỳ nhiều MOSFET luôn nhá. Các bác mà giữ MOSFET ra đếm tiền thì cũng hơi bị tuyệt vời luôn. Còn nó là có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 con MOSFET. Siêu chịu tải công suất lớn nhưng nhìn cái linh kiện của nó biết này. Đấy, xem nó còn đây nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bên này 12 con nữa, 24 con. Đấy, tổng cộng nó 32 con MOSFET, cả lớn cả nhỏ đây nhá. Xem nó còn cuộn dây này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 cuộn dây. 8 cuộn dây tải nối cho 8 con MOSFET to này. Cuộn này là cục nguồn của nó, điều khiển điện áp, cấp nguồn. Cầu chì đây nhá. Cầu chì thì mất một vài con cầu chì. Nói chung là cái này dành cho các bác nào ưa khám phá thôi. Chứ còn các bác làm sự kiện về phục hồi con này thì hơi mất thời gian tí.
Nhưng mà nói chung là nếu mà các bác mà chán quá gọi là dỡ ra lấy linh kiện hoặc là chế chế con này thành main công suất gọi là cục đẩy thì cũng kinh luôn. Đấy, thì nó có sẵn hơn gì nữa, có sẵn siêu cầu ra loa này. Đấy, các bác chế cái này là cổng điện vào hay là cầu ra loa chế đây, cổng điện vào đây, nói chung là tùy. Về các bác tự nghịch cũng được, nghịch chế con này thành main công suất được. Nhưng mấy con này thì nếu mà các bác mà gọi là chịu nằn sờ rồi là giãn linh kiện ra bán chợ trời thì cũng đủ tiền đi ăn sáng đấy nhá. Nè, đủ tiền đi ăn sáng. Một phép toàn một phép khủng lên. Em không biết là một phép gì. Cứ biết là hàng khủng mà giá rẻ là ôm. Không phải ôm đâu, mà lại đây là người ta cứ gạ vào thì chú nó lấy nốt đi thế này thế kia, gạ thì thôi em thích thì em lấy, còn thật ra cái loại này em lấy về em chả giải quyết được cái gì. Đấy, xong là để nâu nâu nó không bán được lại thanh lý cho các bác là vừa. Đấy. Nhiều con này, cầu chì của nó rất là nhiều nhá. Con này thì nguyên nhá, rất là mới này. Mất một cái nút này. Con này mất một nút này. Rất nhiều kiểu, các bác phải tự nghiên cứu, tự độ chế. Con này biết sợ đèn của nó là sẽ đấu dây đây, xong nó có một cái hộp nó ốp ở đây nữa, để kín lại. Biết sợ đèn. Chuyên dùng ngay nên controller deck này, đấy. Nó ghi thông số gì đây em kệ. Đây, mặt sau của nó đây, hai con như nhau nên em tháo một con thôi. Đấy. Cổng điện vào nó không biết là đâu. Rất là khủng bố. Nói chung các bác về tự nghiên cứu nhá. Điện vào điện ra đấu lẫn lộn được. Chắc là đấu được. À đâu, điện vào thì đây. Vòng ABC này. ABC này, đỏ này, vàng này, xanh này. Con này thực kế theo kiểu là chơi điện vào là điện 3 pha. Đó. Rất là khủng luôn, cầu chì thì các cái này linh kiện một phép quận cả quận dây dưới nhiều lắm nhá. Đấy, quận dây của nó to tung này cơ mà. Đấy, rất là nặng nhá. Rất là nặng, cái này em có hai con, hai chiếc nhá. Sân này 6 có hai chiếc. Các bác ôm 4 con thì là 1.900.000. Còn hai con này các bác lấy hai con thì cũng 900 nốt. Nha. Lấy nhiều có bao nhiêu ôm ấy thì nó là thế. Nói chung là giá rẻ. Đó, còn các bác mà gọi là bảo cái loại này ai mua ai chơi hay như này như kia thì em nói thật các bác cứ chê những cái A-Zay này, xong là mấy cái tủ máy này đi. Đấy, cứ chê đi. Từ nãy giờ em nhận hơi bị nhiều điện thoại rồi, em bơi đu số kép còn không. Còn độc giá thì ù sao đắt thế. Và anh ơi, có khách chốt đơn rồi. À, cầu chì nhỏ con nó còn bị vỡ gãy này. Đấy, nói chung là các bác về tự nghiên cứu nhá. Còn nếu mà các bác mà sợ thì các bác đừng mua. Còn các bác nào mà gọi là biết đồ để chơi, đồ để dùng hay là độ chế gì đấy nhá. Giá rẻ, coi như là mua cái xác về tự chế main. Bây giờ các bác đi mua các cái loại như khung vỏ máy, vỏ đẩy cũng phải 500-600 nghìn một cái vỏ rồi. Mà đây nó còn cả linh kiện bên trong này, bán rẻ thanh lý nhá. Đấy. Còn cái loại này thì các bác về cắm phát là sử dụng luôn. Khả năng cao đấy. Chủ yếu là nó chia và nái nguồn cho đèn thôi. Nó có cái cổng input đây này. DMX Intu này. Đấy, cái này của nó là 1, 2, 3, 4, 5 chân. 5 chân nhưng có dùng 3 chân thôi. Về các bác chế rắc ba lăng vào là được. Chế độ này, DMX này. Quản lý cho đèn nhá. Trước em có một con rồi. Sao bán chậm quá thành ý. Thế không biết đang mình. Này. Nói chung là linh kiện của nó nhiều lắm. Nhìn cái dây cáp của nó kết nối như này. Máy toàn máy xịn. Nói chung là cái hàng về đèn thì em ít khi em đã nhặt được lắm. Sắp tới có về một ít các cái kiểu chuyên dùng cho đèn sân khấu. Một cái đèn mini, đèn bé thì nhiều lắm. Mỗi chục chiếc cơ. Các bác nào còn lấy thợ đấy nhá. Về tự nghiên cứu, tự nằn sờ nhá thì giá tốt. Bởi em đô, ôm theo đô là có bao nhiêu là ôm hết. Có vào gần 50 chiếc, hơn 50 chiếc đèn mini đèn. Đèn nó, mặt của nó chỉ bằng cái loa nó Hà Lan kia thôi. Đấy, thôi, review thế thôi nhé. Các bác nào quan tâm đến cái đống đồng nát này thì gọi cho em. Em là em cứ nói thật thế. Đây, con này thì con này là chắc là bay đầu tiên này. Con này chắc là bay đầu tiên này. Đấy. Con này thì chắc là bay đầu tiên. Đấy, của nó thì có hẳn cả già hàn này. Nhưng con này là điều khiển nguồn cấp cho chắc là thiết bị như kiểu cục đẩy thôi. Chứ còn điều khiển cho đèn thì em nghĩ không không không
không mức như này đâu. Đèn nó ăn cũng sân lớn lắm, ăn hơn đợi nhiều. Đèn của nó này, một cái mà cái đèn loại đèn tập trung ấy. Thì nó cái đèn gọi là chiếu xa mà tập trung cách ca sĩ hát được tầm 200-300 mét. Công suất của nó lớn lắm, toàn 3000 mấy W một quả. Thì nó phải dùng những con này. Con này thì nó ghi luôn đằng sau là max power là bao nhiêu ấy. Đây nó còn ghi luôn này. Output 2 đến 12 là 2 kW, 8 đến 8 kênh là 4 kW này. Này, nó ghi đây. Đây hàng này chắc là 4 kW này, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 rồi. Còn 2 đến 12 đây chắc là hàng này. Nói chung là về các bác tự nghiên cứu nhá. 1 2 kìa. À, đến đây. Đó, nói chung là con này thuộc dạng là cho các bác gọi là tự về nghiên cứu thôi. Chứ mà em cũng chả biết làm gì mới đống sắt vụ này, đã mua về rồi. Nhìn qua ảnh thì thấy hấp dẫn lắm, nhưng đến lúc mang về thì nhìn trông chán đời lắm. Nói chung là tự nghiên cứu cơ. Nhìn cái màu mè nó loãn cơ nên. Wow, cả mặt. Wow, cả mặt. Ok nhá, xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong clip lần sau. Có gì hay em lại tiếp tục khoe và giới thiệu với toàn thể các bác. Những cái này là chuyên dùng cho sân khấu thôi, điều khiển đèn. Đèn những cái loại đèn nó đèn như đèn đường ấy, đèn công nghiệp ấy. Đèn kiểu đèn sân khấu ấy, nó không phải là đèn LED đời mới này đâu, mà cái này là dùng cho những loại đèn sợi đốt to cổ ngày xưa ấy. Đèn nó kiểu đèn tập trung ấy. Thì đây là con data port của nó. Nó giống như là giống như kiểu dạng cục đẩy vậy. Các bác cộng nguồn vào thì con này sẽ chia điện lái điện ra. Bao nhiêu V, 80V đến 120V hay gì đó, nó sẽ lái từ đây ra. Ok, xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong clip lần sau. Lần sau nó không có review mấy cái đồ đồng nát này đâu nha. Toàn hàng siêu phẩm thôi.